Kính chào quý ông bà và anh chị em. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, thuộc phụ tỉnh Thánh Vincent Liêm dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Doan Hoàng Thanh Sơn. Hôm nay là ngày thứ 3, tuần lễ thứ 34, tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Tin mừng Thánh Luca, chương 21, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga, với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giê-xu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra, thì có điểm gì báo trước? Đức Giê-xu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Một trong những câu nói nổi tiếng của mẹ Teresa Calcutta: Hỡi linh mục của Chúa, hãy dâng thánh lễ này như là thánh lễ đầu tiên, thánh lễ cuối cùng và là thánh lễ duy nhất của cha. Câu nói này nhắc nhở sống sung mãn trong giây phút hiện tại. Người Do Thái bấy giờ rất quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài. Họ nghĩ rằng đó là một biến cố trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho dân tộc Israel. Họ rất mong ngày đó mau đến, nhất là khi họ đang phải sống tủi nhục dưới ách đô hộ của đế quốc Roma. Họ muốn biết khi nào và ở đâu ngày ấy xảy ra. Bởi thế, hôm nay, trong bài tin mừng, người Pharisee hỏi Chúa Giê-xu khi nào triều đại Thiên Chúa đến. Thực ra triều đại Thiên Chúa tuy cũng là một biến cố trọng đại như người Do Thái nghĩ, nhưng không phải trọng đại theo cặp mắt loài người, chẳng hạn nào là vinh quang, nào là chiến thắng, giải phóng theo nghĩa chính trị và kinh tế. Với sự xuất hiện của Chúa Giê-xu thì triều đại của Chúa đã đến trên cơ bản qua việc nhập thế, nhập thể của Đức Giê-xu Kitô, và triều đại ấy sẽ dần dần đến trong tâm hồn của những kẻ tin vào Ngài. Bởi đó, Chúa Giê-xu nói, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta không thể nói ở đây hay ở kia, vì triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông. Hay nói một cách khác, vấn đề không phải là xác định nơi chốn và thời gian để tìm đến, mà là tin và theo Đức Giê-xu Kitô. Rồi Chúa Giê-xu cảnh cáo,
Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Chính vì tính bất ngờ của ngày Chúa đến, các tín hữu phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại, chứ không phải là ăn không ngồi rồi mà đợi chờ. Bằng không, chúng ta sẽ bị rơi vào lời phê phán của Karl Marx. Ông ta nói, những người Kitô hữu chẳng mang gì đến việc làm cho cuộc sống trần thế nó tốt đẹp hơn, mà chỉ suốt ngày ngông ngóng lên thiên đàng. Chẳng có lo cải tạo cho đời sống trần thế cho nó tốt đẹp hơn. Đang khi đó đối với Karl Marx, nước Thiên Chúa mà chúng ta đang ngóng ngóng, nó không có thật. Nó chỉ do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Vì vậy sống trọn vẹn giây phút hiện tại là sống tỉnh thức theo tinh thần mà Chúa Giêsu hằng nhắc nhở trong tin mừng của Ngài. Sống như thế con người mới có thể nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, một cuộc sống có đáng sống và có ý nghĩa hay không là tùy ở thái độ trân trọng và tích cực của con người đối với mỗi giây phút hiện tại. Kết thúc, con xin mượn lời khuyên của Đức Cố Hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Tôi không đợi chờ, tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải là đẹp nhất của đời tôi. Amen. Ngài sai tôi đi vào đời niềm tin vui.